Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tiếp đại sứ đại biện Rumani tại Việt Nam. Tấm gương giàu nghị lực vượt khó học giỏi của một cô bé mồ côi ở vùng cao Bắc Hà. Người dân thôn Phân Lân, xã Tà Phời, thành phố Lào Cai mong muốn dự án cấp điện lưới quốc gia cho địa phương sớm hoàn thành để tạo điều kiện cho bà con phát triển kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 19 tháng 4, tại trung tâm hội nghị tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Phong, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tiếp ngài Valeris Ateni, đại sứ đại biện Romania tại Việt Nam. Điều đặc biệt là tại buổi tiếp, ngài Valeris Ateni, đại sứ đại biện Romania tại Việt Nam đã trao đổi hoàn toàn bằng tiếng Việt những cảm nhận, suy nghĩ về sự đổi thay của Việt Nam nói chung và của tỉnh Lào Cai nói riêng. Ngài đại sứ cũng cho rằng Việt Nam và Romania là hai quốc gia có nhiều cơ hội tiềm năng hợp tác, đang là thời điểm cất cánh xây dựng phát triển đất nước. Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong đã thông tin một số nét khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai, nhấn mạnh tới kết quả công tác ngoại giao và hội nhập quốc tế của tỉnh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai khẳng định, nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân Lào Cai luôn yêu chuộng hòa bình, khát khao hội nhập, hợp tác cùng phát triển với các nước. Và xu thế hợp tác hòa bình đang là dòng chủ lưu của các mối quan hệ hợp tác quốc tế. Với vị trí địa kinh tế, địa chính trị của mình, Lào Cai đang nổi lên là một đầu cầu hợp tác quốc tế quan trọng của Việt Nam. Vì vậy, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Phong mong rằng ngài đại sứ đại biện Romania tại Việt Nam sẽ quan tâm đến việc triển khai các dự án liên kết hợp tác phát triển kinh tế của các doanh nghiệp Romania tại Lào Cai trong thời gian tới. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong cũng bày tỏ hoàn toàn ủng hộ đề xuất của ngài đại sứ về việc đẩy nhanh xúc tiến hoạt động kết nghĩa giữa tỉnh Hunedoara của Romania và tỉnh Lào Cai Việt Nam trong giai đoạn tới. Ban chỉ đạo chương trình Hạnh phúc Lào Cai vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2017. Đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo chương trình chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có ông Kim Song Hun, Giám đốc Văn phòng Tư vấn Quản lý chương trình Hạnh phúc Lào Cai và lãnh đạo một số sở ban ngành địa phương đang tham gia thực hiện chương trình. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo chương trình Hạnh phúc Lào Cai, tính đến giữa tháng 4 năm 2017, các thành viên ban chỉ đạo và các địa phương đã rất tích cực triển khai thực hiện các hợp phần của chương trình và đạt được một số kết quả quan trọng. Ở hợp phần phát triển cộng đồng đã hoàn thành đổ bê tông gần 200 km đường giao thông nông thôn trong tổng số hơn 366 km theo kế hoạch của năm nay. Thí điểm xây dựng 8 làng theo mô hình Simeo Ân Đông. Ở hợp phần phát triển năng lực, chương trình tiếp tục tập trung cho các hoạt động đào tạo, tập huấn tăng cường năng lực cho cán bộ và tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, giữ gìn vệ sinh môi trường. Ông Kim Sun Ho, Giám đốc Văn phòng Tư vấn Quản lý chương trình Hạnh phúc Lào Cai nhấn mạnh, trên cơ sở những kết quả đạt được của chương trình này, đại diện COICA ở Việt Nam sẽ xem xét và có thể sẽ đưa ra thêm các chương trình hợp tác và hỗ trợ Lào Cai phát triển trong tương lai. Vì vậy, Ban chỉ đạo chương trình, đặc biệt là chính quyền các địa phương, cần tiếp tục chỉ đạo sát sao, duy trì và phát huy các kết quả đã đạt được của chương trình. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hữu Thể, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các thành viên ban chỉ đạo và chính quyền các địa phương cần xác định đây là giai đoạn nước rút quyết định thành công hay thất bại của chương trình. Từ đó tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân về tư duy, cách tiếp cận trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo thực hiện chương trình Hạnh phúc Lào Cai cần tăng cường hoạt động phối hợp để các hoạt động của chương trình đạt hiệu quả thiết thực. Đồng chí Đặng Xuân Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành có liên quan vừa có cuộc làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT về việc triển khai xây dựng đô thị thông minh tại Lào Cai. Đây là cuộc làm việc lần thứ hai giữa Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT nhằm bổ sung thêm một số đề xuất kiến nghị xây dựng đô thị thông minh tại Lào Cai của VNPT. Theo đó, Lào Cai sẽ ưu tiên phát triển các giải pháp dành cho đô thị thông minh trong các lĩnh vực du lịch, giao thông và giáo dục. Theo giải pháp mô hình đô thị thông minh mà VNPT đưa ra, thì người dân Lào Cai sẽ là trung tâm của quá trình kiến tạo thành phố tương lai. Trên cơ sở nghiên cứu tình hình thực tế địa phương, VNPT đã đưa ra các đề xuất nhằm triển khai đồng bộ đô thị thông minh tỉnh Lào Cai. Dự kiến khung hợp tác triển khai dự án sẽ gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn xây dựng đề án từ nay đến tháng 8 năm 2017, giai đoạn triển khai các giải pháp theo mức độ ưu tiên đến năm 2020
và giai đoạn mở rộng, cải tiến dự án sau năm 2020. Cụ thể, du lịch thông minh sẽ là một hệ thống đồng bộ từ cơ sở hạ tầng đến các sản phẩm du lịch. Toàn bộ các hoạt động du lịch được quản lý và theo dõi xuyên suốt qua ứng dụng công nghệ thông tin. Đối với các giải pháp giáo dục thông minh, VNPT đề xuất hệ thống đào tạo trực tuyến e-learning, lớp học tương tác thông minh, thẻ học sinh thông minh, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý tập trung toàn ngành và phân tích dữ liệu giáo dục. Về y tế thông minh sẽ vận dụng các giải pháp công nghệ nhằm nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, cụ thể là bộ phần mềm quản lý y tế cơ sở, cổng tích hợp dữ liệu cho sở y tế, hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân, phần mềm quản lý bệnh viện, hệ thống đào tạo trực tuyến cho đội ngũ y tế, dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ xa trên nền tảng công nghệ. Về giao thông thông minh sẽ xây dựng hệ thống camera giao thông và xử lý vi phạm, quản lý điều khiển giao thông, bến xe thông minh, ứng dụng chia sẻ thông tin giao thông trên mobile cùng một số giải pháp khác. VNPT cũng đề xuất các giải pháp hạ tầng ICT cho Lào Cai, điện toán đám mây, dùng chung, an ninh thông tin, bảng thông tin điều hành cùng mô hình tài chính đối với đô thị thông minh. Phát biểu kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đặng Xuân Thanh đánh giá cao cách tiếp cận của VNPT đối với giải pháp đô thị thông minh tại tỉnh Lào Cai. Tuy nhiên, do đây là mô hình mới, hoàn toàn chưa có tiền lệ tại địa phương, chính vì vậy bước đi và cách làm cần thận trọng, có lộ trình cho từng giai đoạn cụ thể, phù hợp với chủ trương phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đối với đề xuất các giải pháp ưu tiên, về cơ bản tỉnh Lào Cai đồng ý với 4 lĩnh vực mà VNPT đang khảo sát, gồm du lịch, y tế, giáo dục và giao thông. Đồng chí Đặng Xuân Thanh đề nghị VNPT sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai và các sở ngành để có sự thống nhất trong lộ trình thực hiện. Sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu và phòng chống ngộ độc là chủ đề của buổi lễ phát động tháng hành động vì chất lượng vệ sinh thực phẩm tỉnh Lào Cai vừa diễn ra vào sáng nay 19 tháng 4 tại huyện Mường Khương. Tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 với chủ đề sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu và phòng chống ngộ độc với mục đích nâng cao vai trò trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp, các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng các sản phẩm tươi sống. Trọng tâm là giảm thiểu hết mức tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả, tồn dư hóa chất kháng sinh ô nhiễm, vi sinh vật trong thịt, thủy sản nhằm cải thiện niềm tin của người tiêu dùng thực phẩm, nông sản, thủy sản, kiểm soát rượu và phòng chống ngộ độc rượu, nỗ lực giải quyết những bức xúc nổi cộm hiện nay trong việc sản xuất rượu chưa đảm bảo quy chuẩn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh nhỏ lẻ và các làng nghề, giảm thiểu tình trạng lạm dụng rượu. Tại buổi lễ, đại diện chính quyền huyện Mường Khương và một số cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm trên địa bàn huyện đã ký cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và tham gia diễu hành hưởng ứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017. Ban quản lý chương trình UNRED Việt Nam giai đoạn 2 tỉnh Lào Cai vừa phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh tổ chức hội thảo tham vấn ý kiến các bên liên quan để hoàn thiện và thống nhất bộ chỉ số đánh giá quản trị rừng. Tại hội thảo, đại diện và các chuyên gia của chương trình UNRED Việt Nam đã giới thiệu một số nội dung cơ bản nhằm giúp các thành viên hiểu được mục đích và sự cần thiết của khung chỉ số đánh giá quản trị rừng, đồng thời nắm được các bước xây dựng khung chỉ số đánh giá quản trị rừng và xây dựng các chỉ số cơ bản. Cụ thể, các chỉ số bao gồm giảm mất rừng, giảm suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn, tăng cường trữ lượng carbon, v.v. Tại hội thảo, một số chủ rừng cho rằng, việc tham vấn lấy ý kiến các bên liên quan để hoàn thiện và thống nhất bộ chỉ số đánh giá quản trị rừng là hoạt động hết sức cần thiết để hướng tới mục tiêu phát triển rừng bền vững. Chương trình GS này như năm 2016, chúng tôi đã đề nghị và có cái nguồn ngân sách để đo đạc toàn bộ và giao quyền quản lý cho cái thôn đấy gọi là rừng cộng đồng. Thì cái đấy là cái trách nhiệm và người dân người ta mới hiểu được. Đó là đất của quốc gia nhưng được quyền của những cái cộng đồng dân cư đấy được phép quản lý. Và nếu những người vi phạm thì đương nhiên là áp dụng theo luật để chúng ta có thể giải quyết. Chương trình UNRED Việt Nam giai đoạn 2, thì Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ trì phối hợp cùng các sở ngành, đơn vị liên quan, tham mưu, trình Ủy ban tỉnh Lào Cai ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch hành động rất cộng tỉnh Lào Cai. Thế mà chúng ta tập trung vào 5 cái nội dung hành động cho rất cộng, đó là giảm mất rừng, giảm suy thoái rừng, quản lý rừng bền vững, bảo tồn và tăng cường trữ lượng carbon. Thế và đặc biệt thì Lào Cai là một trong 4 tỉnh thực hiện tiến trình quản trị rừng có sự tham gia. Theo kế hoạch, từ sau của hội thảo này đến cuối năm, chương trình UNRED Việt Nam tỉnh Lào Cai giai đoạn 2 sẽ tiếp tục triển khai các hành động RED cộng như việc mở lớp tập huấn cho các đối tượng tham gia điều tra tại cơ sở,
tiến hành thu thập số liệu điều tra để tổng hợp, hoàn thiện, thống nhất và trình các bên liên quan về bộ chỉ số đánh giá quản trị rừng của tỉnh Lào Cai. Sau 5 năm thực hiện dự án chuyển đổi cây trồng hiệu quả thấp sang cây trồng hiệu quả cao, Lào Cai đã có trên 500 hectare cây ăn quả ôn đới. Trong số này có hơn 60 hectare đang được trồng theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Trong đó 24 hectare ứng dụng công nghệ cao và 36 hectare theo hướng ứng dụng công nghệ cao. Các loại cây ăn quả ôn đới là lê VH6, mận tam hoa, đào pháp là những giống cây ăn quả ôn đới chất lượng cao. Nông dân trồng cây ăn quả ôn đới theo hướng ứng dụng công nghệ cao đang được tư vấn trong việc chăm sóc cây, đốn tỉa cành, tỉa quả đúng quy trình kỹ thuật, sử dụng túi bọc quả chống côn trùng chích hút, sơ chế, bảo quản, đóng gói sản phẩm sau thu hoạch. Do việc trồng cây ăn quả phải từ 3 đến 4 năm chăm sóc mới cho thu hoạch, nên người dân đã tận dụng khoảng đất trống khi cây chưa khép tán, trồng thêm cây họ đậu để có thu nhập và giúp cải tạo đất. Năm 2016, các loại quả ôn đới đều bán được giá. Sản lượng bình quân các loại cây này đạt từ 12 đến 13 tấn, cho nông dân thu nhập bình quân 120 triệu đồng mỗi hecta. Trường Cao đẳng Sư phạm Lào Cai phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy Lào Cai tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác vận động quần chúng cho sinh viên cuối khóa của trường năm học 2016-2017. Trong thời gian một ngày, các sinh viên đã được lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy truyền đạt một số nội dung về công tác dân vận của Đảng trong giai đoạn hiện nay, một số chính sách dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phương pháp vận động bà con nhân dân cải tạo phong tục tập quán lạc hậu trong đồng bào dân tộc thiểu số, công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Đây là hoạt động thường niên của nhà trường dành cho sinh viên cuối khóa, qua đó giúp các em sinh viên hiểu rõ hơn về vai trò, vị trí của đội ngũ giáo viên trong tương lai, nhất là giáo viên thôn bản, trong việc phối hợp với chính quyền cơ sở các xã vùng cao, biên giới, nắm bắt được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh vừa đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo ở 4 xã vùng cao biên giới của huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Bằng tấm lòng hảo tâm, sự chia sẻ những khó khăn, Giáo hội Phật giáo Thành phố Hồ Chí Minh đã thăm tặng quà các hộ nghèo ở 4 xã Cốc Mì, Trịnh Tường, Nậm Chạc và xã A Mô Sung. Trong đợt này, đoàn đã trao 800 suất quà, mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng. Gồm 200.000 đồng tiền mặt và các nhu yếu phẩm như mì tôm, gạo, áo ấm, bánh kẹo, đường muối. Đây là hoạt động được tổ chức thường niên của Giáo hội Phật giáo tại Thành phố Hồ Chí Minh với tinh thần tương thân tương ái nhằm chia sẻ những khó khăn về vật chất, tinh thần và động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn, bố mất sớm, mẹ bỏ đi làm ăn xa không về, sống nương tựa vào sự kiêu mang của ông bà nội già yếu, nhưng em Đặng Thị Hồng Vân, học sinh lớp 6 trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Cốc Ly 1, huyện Bắc Hà, luôn cố gắng vươn lên trong học tập và cuộc sống, trở thành một tấm gương học sinh nghèo vượt khó cho bạn bè nói theo. Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở thôn làng mới xã Cốc Ly, so với bạn bè cùng trang lứa, hành trình đến trường theo đuổi con chữ của cô học trò nghèo này gặp muôn vàn khó khăn. Bố mất khi Vân chưa đầy 1 tuổi, mẹ bỏ đi làm ăn xa không về. Hai chị em Vân phải sống nương tựa vào sự kiêu mang của ông bà nội đã già yếu. Là chị cả trong gia đình, Vân luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong gia đình. Ngoài giờ học, em giúp đỡ ông bà những công việc như chăn trâu, cắt cỏ. Vào vụ mùa, em lại trở thành lao động chính trong gia đình. Dù cuộc sống khó khăn là vậy, nhưng cô học trò nhỏ vẫn không chịu đầu hàng số phận. Từ nhà đến trường hơn 10 km, trời nắng cỡ nào, những ngày mưa đường lầy lội, em đều cố gắng đến lớp, đến trường. Năm 2006 thế là sinh ra thì cũng chẳng nhìn thấy bố nó. Thì gia đình cũng rất là khó khăn, thì từ cuối cùng mẹ nó ở được 2-3 năm thì nó lại đi làm thuê nợ kia, thì mà là lúc ở Lào Cai, lúc là sang bên Trung Quốc. Thì đi làm thì nó chẳng về, mà không có một đồng tiền mà để về nuôi cháu. Thì do hai ông bà thì các chịu khắc phục mà khó khăn để nuôi hai đứa cháu để cho nó lớn.
thì bây giờ là cho đang đi học. Hiểu được hoàn cảnh và nghị lực vươn lên của Vân nên thầy cô giáo trong trường luôn quan tâm, động viên, sẵn lòng giúp đỡ em. Bên cạnh đó, nhờ chế độ hỗ trợ của nhà nước nên Vân cũng bớt đi những khó khăn trong học tập. Gia đình em rất khổ và bố thì mất sớm và cháu em với ông bà ở với một căn nhà rất khó khăn và mỗi ông bà thì đã già rồi nhưng mà vẫn phải làm nuôi em và mẹ thì đi làm xa lâu lắm rồi mà không thấy về. Em sẽ không bao giờ bỏ cuộc ở giữa trường và em sẽ cố gắng để học ạ. Em muốn học hết phổ thông và để học và mai này sẽ trở thành ước mơ của em mai này sẽ trở thành cô giáo và về dạy vùng đất cốc ly này ạ. Trong các năm học, thành tích học tập của Vân luôn đạt cao. Lớp 5 em đạt giải khuyến khích trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Hiện em nằm trong top học sinh có thành tích học tập tốt nhất ở trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở Cốc Ly 1 và đang tham gia vào đội tuyển học sinh giỏi cấp huyện bộ môn ngữ văn. Nói về em Vân thì em ấy là một học sinh rất là ngoan ngoãn, chịu khó trong học tập. Ở trên lớp thì em cũng rất là năng động, sôi nổi trong các hoạt động trên lớp cũng như trong nhà trường. Về học tập ở trong lớp thì em ấy luôn luôn là người giúp đỡ các bạn học yếu ạ. Rất là... Nói chung là ý thức rất là tốt ạ, không cần phải giáo viên nhắc nhở về những vấn đề đấy ạ. Trong vai trò là lớp trưởng và là người chỉ huy thì em ấy có vai trò trách nhiệm rất là cao ạ. Luôn hoàn thành tốt các công việc và nhiệm vụ mà giáo viên đưa ra cho em ấy ạ. Hiền lành, dễ mến, hay giúp đỡ bạn bè và học rất giỏi. Đó là những cảm nhận của bạn bè trong lớp khi nhắc đến Vân. Đến lớp em không ngần ngại giúp đỡ bạn bè những bài tập khó nên luôn được các bạn trong lớp quý mến. Bên cạnh đó, Vân rất nhiệt tình tham gia các hoạt động của lớp, của trường, luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua của đội như hội thi nhà sử học nhỏ tuổi, giai điệu tuổi hồng. Cái điều kiện hoàn cảnh của em thì bố mất và mẹ thì bỏ đi làm, hiện tại đang ở ông bà và em cũng là một người học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chính vì vậy mà nhà trường cùng với lại công đoàn nhà trường đã có cái việc đó là thực hiện cái nghĩa vụ của người thầy giáo đó là cùng nhau chung tay giúp đỡ để cho em có điều kiện về học tập như là sách vở, bút và các điều kiện khác để em có đủ cái điều kiện theo học với nhà trường cũng như là động viên em trong những cái lúc mà em khó khăn nhất để mà em có cái nghị lực vươn lên. Và đến thời điểm này thì em là một trong những học sinh gương mẫu của lớp, của trường. Em là thuộc trong diện hộ nghèo thì em được miễn học phí. Còn các khoản đóng góp khác thì nhà trường cũng không thu về các khoản khác của em. Và hầu như là tất cả những khoản đấy là đều được các thầy cô và đặc biệt là cô giáo chủ nhiệm là có cái việc là giúp đỡ em rất nhiều. Trong tương lai, Vân ước mơ trở thành cô giáo để đem tri thức đến với vùng cao, dạy dỗ những trẻ em nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng có hoàn cảnh khó khăn. Vẫn biết con đường phía trước của cô học trò nhỏ này còn dài, phải vượt qua rất nhiều khó khăn, nhưng tin rằng với nghị lực vượt khó và quyết tâm học tập, trong một ngày không xa, Đặng Thị Hồng Vân sẽ thực hiện được ước mơ hoài bão của mình. Thưa quý vị và các bạn, sử dụng điện là một trong những nhu cầu thiết yếu trong đời sống hiện nay. Trong những năm qua, nhiều thôn bản, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn của tỉnh đã được đầu tư cung cấp điện lưới quốc gia, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi. Vậy nhưng tại thôn Phân Lân, xã Tả Phời, thành phố Lào Cai, người dân vẫn chưa được sử dụng điện một cách đúng nghĩa bởi dự án đang triển khai tại đây đã ngừng thi công, ghi nhận của phóng viên thời sự. Người dân thì mất hàng chục triệu đồng để kéo dây điện từ xã khác về sử dụng, với giá của mỗi số điện có khi lên đến 5.000 đồng. Trong khi đấy thì một dự án triển khai cung cấp điện tại thôn Phân Lân, xã Tả Phời, không rõ nguyên nhân gì đã dừng lại và dây điện thì được vứt dưới rãnh hay dưới đất như thế này. Toàn thôn Phân Lân, xã Tả Phời hiện có 80 hộ dân, trong đó khoảng 20 hộ dân phải kéo điện từ xã Hợp Thành về sử dụng. Vì nhu cầu sử dụng điện cho sinh hoạt cũng như phát triển kinh tế, nên nhiều hộ dân đã phải đầu tư kéo đường dây điện lên đến hàng cây số với số tiền đầu tư cả chục triệu đồng. Vì khoảng cách xa, nguồn điện bị tiêu hao nên có lúc các hộ dân ở đây phải trả đến 5.000 đồng trên một số điện. Nhiều khi muốn mua thêm các thiết bị như TV, tủ lạnh, máy giặt để phục vụ cuộc sống, nhưng gia đình bà Lê Thị Thủy ở thôn Phân Lân đều phải tạm gác lại do nguồn điện không đủ tải để chạy các vật dụng này. Đầu tiên thì có 5 hộ kéo thôi,
Thế nhưng mà sau vì nhân dân ra nhiều quá nên là thương nhau thì là mỗi chia sẻ mỗi người một ít, thế nên là chỉ mỗi người là dùng một hai cái bóng sáng. Thế nhưng điện nó không đảm bảo nên là nó yếu, thì bản thân gia đình tôi thì chạy đoạn dây rất là dài. Tiền điện của tôi là những có những lần lên những chung nhau 10 12 nhà đấy, là có những lần tiền điện lên 5.000 một số mà chúng tôi vẫn phải dùng. Với mong muốn của người dân có nguồn điện ổn định, không phải kéo điện quá xa và bằng những cột tre, cột gỗ không đảm bảo an toàn, đầu năm 2016, Điện lực Lào Cai đã triển khai một cấu phần dự án thuộc dự án mở rộng và cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu vùng xa tại tỉnh Lào Cai bằng nguồn vốn vay ADB tại thôn Phân Lân, xã Tà Phời. Hiện trạm biến áp, cột điện đã đầu tư lắp đặt xong, nhưng việc kéo nối dây điện thì đang thi công dở dang. Dây điện bị vùi dưới rãnh, vứt dưới đất, chắn ngay cổng nhà dân, không những gây nguy hiểm cho việc đi lại mà còn tạo cơ hội cho những kẻ trộm cắp gây mất an ninh trật tự thôn bản. Đường điện thì rải khắp cả đường. Tôi nói thật, vợ chồng tôi thì cũng là người thật thà nên là vợ chồng tôi thì cũng giữ suốt, thì cứ đêm đến mà cứ có động là vợ chồng tôi phải dậy. Tại vì nếu mà người ta cắt đi thì ảnh hưởng đến an ninh thôn. Các anh vào đây thi công cũng chẳng qua trưởng thôn, chẳng báo trưởng thôn để trưởng thôn nắm được cả, có cái ban ngành đoàn thể trong thôn. Thì là cũng cán bộ thôn cũng hoàn toàn không biết. Cái này chỉ giữa các anh với cả các hộ dân. Thì các anh thi công thì dân người ta bảo chưa đền bù cây cối cho người ta không cho bác nữa. Thì hạ xuống đây thì cụ thể là các anh vào đây cây quay cái nhìn rõ đấy. Hơn một năm nay cái đường dây hạ để xuống dưới này là cái thứ nhất là nếu mà có điện là nguy hiểm. Nhưng không có điện thì để đây ấy. Tôi cũng giao cho bà con ấy, tôi cũng bảo là bà con mình chịu khó chăm nom đi, chỉ vài hôm nữa là có điện thôi. Cuối cùng kéo dài đến hơn một năm trời rồi, chưa được điện cấp cho bà con. Mà đường dây hạ xuống này thì dân nó hỏi, dân đường dây như này thì lãng phí lắm, tiền của nhà, cái này tiền của nhà nước hay của ai như nào không biết, nhưng mà đây là tài sản. Thế cho nên người ta cố, người ta trông coi, cứ nghĩ ngày một ngày hai cũng sẽ được điện thôi. Trước thực trạng trên, lãnh đạo xã Tà Phời cho biết dự án được người dân rất ủng hộ. Các hộ dân đã hiến đất để dựng cột điện, đặt trạm biến áp. Dự án phải dừng do khi ngành điện tiến hành đền bù thiệt hại về cây trồng, không thông báo với chính quyền xã. Do vậy, quyết định áp giá đền bù không có chữ ký của chính quyền địa phương, không có dấu xác nhận nên nhân dân phản đối. Vì vậy, chính quyền địa phương mong muốn ngành điện sớm thống nhất đền bù để dự án được triển khai một cách thuận lợi, nhanh chóng cấp điện cho người dân. Đối với xã cũng như là người dân thì phối hợp với ngành điện rất là chặt chẽ để những tháo gỡ những khó khăn vướng mắc mà nhân dân cũng đã đồng tình ủng hộ để hiến đất rồi là cây cối hoa màu liên quan. Tuy nhiên thì đến bây giờ thì còn có một cái vướng mắc rất nhỏ thôi, nó cũng không là cái vướng mắc lớn, nhưng mà cái dự án đang triển khai thực hiện thì cũng thấy là bên đơn vị thi công là ngừng lại trước tình hình như thế. Thì qua cái cuộc họp và tiếp xúc cử tri, đặc biệt là tiếp xúc cử tri thì nhân dân có ý kiến phản ánh rất là nhiều. Hiện tại bây giờ thì cái thứ nhất thì một số cột chôn là nó không đảm bảo được cái an toàn giao thông vì nó chôn sát với cái mép đường bê tông. Cái thứ hai nữa là cái dây điện bây giờ thì đang triển khai cái dự án này thì bây giờ là đơn vị thi công là vẫn để ở trên mặt đất ấy, thì cũng mấy tháng rồi. Thì cũng mong muốn rằng là đề nghị các cấp, đặc biệt là ngành điện để trong thời gian tới là quan tâm và để cùng với địa phương để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc để sớm có cái nguồn điện để phục vụ sinh hoạt cho bà con. Trước vấn đề trên, lãnh đạo Điện lực Cam Đường cho biết trong ngày 22 tháng 4 tới sẽ đóng điện trung áp và ngày 30 tháng 4 sẽ cấp điện cho nhân dân tại thôn Phân Lân, xã Tà Phời, thành phố Lào Cai. Thiết nghĩ nếu sớm có sự thống nhất giữa ngành điện và chính quyền địa phương thì dự án không phải ngưng trệ và người dân cũng không phải mòn mỏi chờ đợi nguồn điện bao lâu nay. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự. Vào tối ngày 17 tháng 4 vừa qua, Công an huyện Bảo Thắng đã bắt giữ được đối tượng mua bán người đang bị truy nã. Đối tượng vừa bị bắt giữ là Giàng Thị Phìn, sinh năm 1990, trú tại thôn Tân Hồ, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng. Theo lời khai ban đầu, năm 2016, đối tượng có quen một người đàn ông tên là Thành tại thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên, trong một lần đưa em trai lên thành phố Lào Cai thi bằng lái xe. Thành chủ động xin số điện thoại và thường xuyên liên lạc với Phìn. Vào tháng 12 năm 2016, Thành trả Phìn 2 triệu đồng để đưa hai người phụ nữ tên là Bằng và Chớ từ chợ Mường Lay ra Lào Cai, rồi sang Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Nhưng đến bến xe Mường Lay, Phìn đã bị công an thị xã Mường Lay, Điện Biên phát hiện và bắt giữ.
Do đang nuôi con nhỏ nên Phìn được cho tại ngoại với cam kết sẽ có mặt khi công an gọi. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Mường Lay khởi tố vụ án, ra lệnh triệu tập nhưng Giàng Thị Phìn không có mặt. Đến ngày 11 tháng 2 năm 2017, công an xã Phong Điên, huyện Bảo Thắng yêu cầu Phìn trình diện nhưng đối tượng đã bỏ trốn sang Trung Quốc. Do đó, công an thị xã Mường Lay, tỉnh Điện Biên đã ra quyết định truy nã Giàng Thị Phìn. Đến ngày 17 tháng 4, Phìn đã bị công an huyện Bảo Thắng bắt giữ khi trở về nhà tại thôn Tân Hồ, xã Thái Niên. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai sang Trung Quốc làm thuê trong thời gian bị truy nã. Trước đó, ngày 16 tháng 4, công an huyện Bảo Thắng cũng đã bắt giữ đối tượng Lư Xeo Sử, sinh năm 1996, trú tại xã Thái Niên, cũng với tội danh mua bán người và đã bị công an tỉnh Lào Cai phát lệnh truy nã từ cuối năm 2016. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 4, đội kiểm soát hải quan thuộc Cục Hải quan tỉnh Lào Cai đã liên tiếp phát hiện và bắt giữ hai vụ vận chuyển trứng gia cầm nhập lậu. Toàn bộ hai lô hàng trên đã được các lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy theo quy định. Vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 17 tháng 4, trong quá trình tuần tra kiểm soát, tổ công tác của đội kiểm soát hải quan tỉnh Lào Cai đã phát hiện và bắt giữ gần 6.500 quả trứng gà đang được vận chuyển qua địa phận xã Đồng Tuyển, thành phố Lào Cai. Tiếp đó, vào ngày 18 tháng 4, lực lượng này tiếp tục phát hiện và bắt giữ trên 14.400 quả trứng vịt nhập lậu đang được vận chuyển qua biên giới tại khu vực bờ sông Nậm Thi, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai. Toàn bộ hai lô hàng được xác định có giá trị khoảng trên 37 triệu đồng và đều không có nguồn gốc chứng từ hợp pháp. Lực lượng kiểm soát hải quan Lào Cai đã tiến hành lập biên bản và tổ chức tiêu hủy trên 20.000 quả trứng gia cầm của hai lô hàng nhập lậu nói trên theo đúng các quy trình quy định của pháp luật. Vào hồi 17 giờ 30 phút ngày 18 tháng 4, tại km 124 quốc lộ 151 thuộc địa phận thôn Giao Bình, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng, đã xảy ra một vụ cháy điện thiêu rụi toàn bộ công tơ dây dẫn điện của hàng chục hộ gia đình. Khi sự việc xảy ra, người dân đã báo ngay với ngành điện, song gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy cơ quan nào có trách nhiệm đến có biện pháp xử lý. Theo người dân, hiện hệ thống mạng điện từ công tơ đến các hộ gia đình, đường điện chằng chịt, dây dẫn chắp nối hở chạm chập chính là một trong những nguyên nhân xảy ra vụ cháy điện. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.